Thưa quý vị, trong chương trình hộp thư truyền hình ngày 16 tháng 6 năm 2024, chúng tôi có thông tin về vụ tranh chấp lao động giữa ông Lưu Chí Hiếu, chồng bà Nguyễn Thị Lệ Khanh, ngụ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa và công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3. Ngày 12 tháng 6 năm 2024, phiên tòa được đưa ra xét xử. Sau khi ghi nhận ý kiến tranh luận của các bên, hội đồng xét xử kết luận sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 19 tháng 6. Chiều ngày 19 tháng 6, hội đồng xét xử tuyên tạm hoãn phiên xét xử. Chiều ngày 19 tháng 6, phiên tòa giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động giữa ông Lưu Chí Hiếu sinh năm 1973 và công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 được Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục phiên xét xử. Sau khi kết thúc buổi xét xử đầu tiên vào ngày 12 tháng 6, hội đồng xét xử đã quay trở lại phần xét hỏi để làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án. Trong đó, hội đồng xét xử công bố văn bản của chi cục thi hành án thị xã Phú Mỹ với các nội dung liên quan đến vụ án. Trong đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét nội dung nhận ông Lưu Chí Hiếu trở lại làm việc theo bản án sơ thẩm bởi hiện nay sức khỏe chưa bảo đảm, đồng thời công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 hiện đã ngừng hoạt động, bàn giao cho Bộ Công Thương. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng hỏi người lao động có yêu cầu bồi thường gì khi công ty chấm dứt hợp đồng. Qua đó, đại diện ông Lưu Chí Hiếu đã có yêu cầu thanh toán tiền lương, các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến ngày 19 tháng 6, bồi thường 6 tháng lương. Tuy nhiên, đại diện của doanh nghiệp không đồng ý những yêu cầu này. Theo hội đồng xét xử, dù đã yêu cầu trong phiên xét xử ngày 12 tháng 6, song đại diện doanh nghiệp vẫn chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ thông tin, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cho hội đồng xét xử. Trên thực tế, đây là doanh nghiệp nước ngoài, hiện đã hết thời hạn hoạt động theo hợp đồng từ năm 2004 đến năm 2024 và tiến hành bàn giao cho Bộ Công Thương quản lý, toàn bộ người lao động đã ngừng làm việc. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên tạm hoãn phiên xét xử, yêu cầu công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 bổ sung đầy đủ các hồ sơ chứng từ liên quan để có căn cứ giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. Trước đó, vụ tranh chấp đã được xét xử sơ thẩm vào ngày 12 và ngày 18 tháng 10 năm 2023 tại Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ. Với sự tham gia bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 đối với ông Lưu Chí Hiếu, buộc công ty phải nhận ông Hiếu vào làm việc trở lại và sắp xếp công việc phù hợp, buộc doanh nghiệp phải chi trả cho ông Hiếu số tiền hơn 725 triệu đồng theo quy định. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, công ty điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 đã làm thủ tục để đề nghị xét xử phúc thẩm. Vụ án đã được đưa ra xét xử lần 1 vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, nhưng tạm hoãn theo yêu cầu của phía công ty, và sau đó tiếp tục xét xử lần 2 vào ngày 12 tháng 6.